Chào mọi người nha. Mình giờ đi chơi mê Chùa Thao. Chắc mình đi Chùa Thao mà ghé chỗ vua mát. Chiều nay tối hôm qua mọi người sẵn nói luôn. Tối hôm qua mọi người chắc là xem bóng đá đúng không? Việt Nam thắng cái phút cuối cùng. Mình ở đây mình phải thức dậy 4 giờ sáng. Lâu lắm rồi mới thức dậy sớm 4 giờ sáng để coi đá banh. Nhưng mà phải nói thật là rất đáng để mà thức dậy sớm xem trận Việt Nam với Indonesia, đúng không? Đá rất hay. Không mà cũng chính vì Việt Nam thua trước nên mình mới đá rất hay. Chứ còn mình nghĩ mà nếu mà lúc đó mà tỷ số vẫn 0-0 thì Việt Nam mình cũng không dám hết tốc lực mà đỡ mà tấn công, đỡ tìm bàn thắng. Phải nói là thủ môn của đội Indonesia là thủ môn bắt rất hay á, chứ không thì Việt Nam mình cũng ghi mấy bàn nữa. Mình thấy tiếc nhất là quả của Tiến Linh. Đá vọt xà của bà nãy, chứ không thì kết thúc một trận đấu với tỷ số 2 bàn cách biệt không gì bằng. Mình đang lái xe từ nhà mình để đi Metro Thao đó, được xem là cái mall mà lớn nhất mình nghĩ chắc là phải lớn nhất BC này, mình chưa đi cái mall, mình chưa đi El Bada với lại Montreal. Mình không biết, người ta nói là ở đó có hai cái mall rất là lớn nhất Canada thì mình không biết, nhưng mà cái mall Metro Thao mình nghĩ chắc là lớn nhất BC này. Mình không phải tới, nhưng mà cái Walmart thì nó nằm ở trong cái Metro Thao. Mình tới Walmart mình cứ mua một vài thứ. Mình vẫn đỡ chế độ cho hành trình cho nó chạy để mình coi có con đường trên này cho mọi người xem ha. Từ đây chạy tới Metro Thao chắc 15 phút lái xe đó. Chỗ gấp ngã tư này là đường Kingsway và Ná nè mọi. Đây giờ mình quẹo qua Kingsway là một trong những con đường mà nó bận rộn và lớn nằm trong thành phố Vancouver này. Trời rất là lạnh, hiện bây giờ là khoảng 2 độ C. Trời nó mù. Hôm qua trời nắng rất đẹp nhưng nay trời nó mù. 2 độ C đó, tối hôm qua là buổi tối là âm 2 độ. Nhưng hy vọng tuần này thì nhiệt độ ấm hơn, nhưng mà nhiệt độ ấm hơn thì kèm với lại mưa rất là chán. Lạnh thì không vấn đề gì. Nhưng mưa thì cảm thấy rất là buồn. Chứ lạnh thì bên đây mặc áo lạnh thì không có vấn đề gì, đi ngoài đường không có vấn đề gì đâu. Mọi người thì thấy không? Ở đây là mùa đông, bên đây mặc đồ lạnh rất là đẹp. Mình đang ngừng ở ngã tư gọi là Slocan với là Kingsway đó. Thank you.
Ê trời ơi, mình đợi cả chắc nãy giờ phải nửa tiếng mà chưa có chỗ parking. Đi vòng 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 mà chưa có chỗ parking.